Hello anh em, lâu quá không có lên hồ cá coi. Nay lên hồ coi nha anh em. Lọc chàng trên giấu bơm. Có khay tách phân. Sáng giờ cho ăn hoài nó ít ít nó ỉa hút không hết luôn. Hy vọng là nó bơi nhiều rồi cái máy nó hút vô cũng hết. Rồi anh em hỏi hồ này chắc cũng có hỏi hồ này kích thước sao ha, thì nó luôn 1m39 ngang, cao 60, rộng 60. Đây. Để coi phần ở trên này nó có nghẹt không? Không, rất là êm. Bật đèn xuống nên xài cây UV nha anh em. Cho nó ăn miếng nữa cho anh em. Lúc nào cũng ăn. Chưa thấy luôn, ngáo luôn. Đây một con ăn là bắt đầu mấy con kia nó lên nó bơi nè. Cọp nha, sai cá khoảng 25 đến 29 đổ lại. Lọc thì cũng đơn giản thôi. Ngăn đầu là gì mắt nha, thứ hai là matrix ngâm thạch với sứ rồi xong. Đó, cọp không mà nó bơi nhìn cũng đẹp, son đen nữa. Rồi có gì update tình hình sau một tuần nha anh em.